Thì cô Linh Miêu lúc nào cũng vậy thôi. Nếu mà có người chết rồi, nó cái người nó phải nhập rồi. Dạ. Và nó phóng ngang. Thì nó phóng ngang đi với cái hờ cơ đi. Còn cái xác chết nó phóng bật rồi vậy. Phóng ngang á. Dạ. Rồi sống lại luộc. Luộc ra. Thì coi như là người này đã bệnh lâu rồi, bệnh cũng lâu lắm rồi, nằm mới là cỡ khoảng chừng gần cả năm trời à, mới chết. Khi chết rồi đó cũng y y, mới chết mà còn lo lặt đút áo, chưa có vụ dân mùng. Rồi sớm liền ta lại xúm lại người ta thăm mà. Lại người dòm mắt coi thăm người, còn nó là ba bốn người thì ngồi hai bên đang mà lật nút áo. Người lớp nào trong nhà thì sẵn quần áo gì thảy ra. À, quần ra quần, áo ra áo. Rồi một tớp thì lật, một tớp thì sấp quần. Đang mà hồi đó không phải như bây giờ mà vụ mà chôn mà có trà đồ đâu. Người đó chôn gòn, người dấn kèn, người có những vụ gì gia đình gặp gia đình nghèo, rồi đụng chặt chuối, chặt chuối ép. Rồi khi mà chưa có liệm, cũng còn để, cũng như là mới chết dắt sáng, cũng để tới chiều chiều gì đó mới liệm. Mà trong nhà thì nuôi con mèo, chỉ nói con mèo thôi chứ không chưa biết là con Linh Miêu. Tới chừng mà là khi mà khách khứa lại đông lắm, sớm liền có lại thăm mà cũng là mấy chục người rồi lại đó, thì lo người nào uống nước uống, người nào lo cái vụ mà là hàng hương, mà hồi đó hàng thì đóng không chứ không có vụ hàng mua, hàng đó không có sẵn nha. Trong nhà thì lôi cây cối ra, nào là dán rồi đó, rồi đinh rồi đó, đóng mà đóng hả. Cái con mèo này ở đâu trong buồng nó chạy ra thì đâu có ai biết đâu, hờ cơ mà. Mà hồi đó cũng không có vụ mà chỉ mấy ông lớn á, mấy ông lớn mấy ông biết thôi, chứ còn là bình thường là mấy cái người mà còn nhỏ nhỏ là không biết cái vụ con đó. Thì cô Linh Miêu lúc nào cũng vậy thôi, nếu mà có người chết rồi, nó cái người nó phải nhập rồi. Và nó phóng ngang, thì nó phóng ngang đi với cái hờ cơ đi. Còn cái xác chết nó phóng bật người vậy. Bật người vậy rồi thì mấy ông này chân hững chân rồi lo đứng dậy cái thân nha. Cũng không biết cái vụ gì. Chết rồi mà sao mà còn bật người vậy. Thì tóc được. Chạy, mạnh này nó chạy tản lạc hết. Thì coi như chạy thì đồng lõ nhau chạy, cứ mạnh này nó chạy mà. Lúc đó quản thấy mồ thì quản mà nó chạy trốn mà đi đường đó cũng như nói là thành quỷ rồi. Rồi một người thì chạy cứ ví dụ như căng thằng ngang chừng là mười mấy hai chục người chạy hoài, mà nó được một người một thôi. Không được ngay một người thôi. Ông nội này á tìm được mình nên ổng, ổng cứ chạy nó rượt ông tới luôn hả chú ba, rượt tới hoài, nó chạy tới hoài. Mấy người kia ta tạt hai bên, nó không có quẹo nha, nó không có quẹo. Ông này cứ chạy đường ngay. Vậy là con người xác này đã tỉnh là chạy thẳng không hả? Chạy thẳng, nó chạy thẳng luôn. Nó lượt người ngay không à, chứ nó không có quẹo người nào hết. Ông này ông chạy độ khoảng chừng là cỡ chừng 200-300 thước, chứ không phải là chạy mà gián đoạn nha. Ông mới mệt quá rồi. Ông hùng dưới ông lên mây rồi. Thì ông nghĩ cái là ông gặp cái ngốc cái cây bự gì đó. Ông núp, cũng như ông núp đừng cho nó thấy gì thôi. Ai giờ đâu ha, nó chạy ngay luôn, chạy rướng vô trong cái cây đó. Thì nó té xuống đó, nằm được xuống đó một đống. Ông mới la làng lên rồi mới xúm lại. Rồi cái như đó là nó mới chết lại một kiếp nữa, cũng như là chết hai kiếp đó. Rồi mới xúm lại khiên gì à, khiên gì mới là để y đó. Thì con mèo đó là nó chạy mất rồi. Rồi mới dân mùng.
dân bùng người lo đóng hàng gương rồi lại. Lúc đó là mấy ông tản lạc hết trơn rồi đó, tới chừng đó là mới xúm lại mới bàn tính nhau. Nó bây giờ là phải dân mùng, ví dụ như con Linh Miêu mà nó có nó mất cái vùng rồi, nó không có vô được, nó không có nhảy ngang được. À, chú ba giải thích con Linh Miêu với con mèo nó có khác biệt không chú ba? Người ta dễ nhận dạng không? Nó giống hịch. Giống con mèo luôn. Rồi, nó giống con mèo vậy. Nhưng mà nó là chỉ cái là nó linh một cái đấy. Ví dụ như người ta mà nó nhảy ngang mà chết rồi còn sống. Còn ví dụ như bây giờ mà con chuột mà nó dòm thấy là nó lướt xuống đó. Vì là con chuột bò lên nóc nhà ha. Ừ. Nó dòm con chuột. Ừ. Là con chuột té liền. Bây giờ nó ở dưới này phải không? Nó dòm giáo giác vậy đó. Mà lúc đó là coi như chủ nhà không có biết, dạ, không có để ý. Không phải như tao mà tao nuôi vậy đó ha, là tao để ý con gì ra làm sao. Còn ví dụ như mấy cái dân này đó, rồi coi như nuôi bỏ thí đều vậy thôi chứ cũng không nghĩ tới là con đó là con gì. Thí dụ bây giờ con chuột, bây giờ con mèo mà nó nằm ở dưới gián này hay hoặc nó ở dưới đất mà nó thấy con chim hay là con chuột gì đó là nó dòm lên gì thôi, nó dòm ngay rồi là con chuột tự nhiên nó rớt, nó linh bằng cả đó. Wow. Vậy là chôn cất ông này rồi, à, chôn rồi chân xong xuôi chân ấy. Mấy ông mới bàn tính nhau bây giờ làm sao mà bắt mèo này đi giết con mèo này. Yeah. Nhưng mà bắt đâu được đâu, nó trốn mất mẹ rồi. Rồi mới nghĩ ra ông vẫn có ông thầy đâu mới nói. Nhưng mà trong nhà thì không có nghĩ rằng nói là con Linh Miêu, chứ ai biết hết trơn nha. Ông thầy mới nói là con đó là con Linh Miêu, nó ra linh lắm. Rồi mới là bàn với nhau, ngồi cũng như uống nước trà rồi bàn nhau nhưng mà chưa chôn. Khi á mà nói chôn rồi là cái hạn nè, vô hạn rồi nha. Mấy ông đóng đinh xong xuôi trơn rồi mới khiêng để vô đó. Mà trong bàn là ở trong cái hàng đó nó khua nó kêu kịch vậy ha. À, rồi mấy ổng mới là sừng một cái hết rồi nha. Cái dân mà là sớm cái gì mà nó khua cập kịch chứ ba? Ở trong hàng á. Là cái gì nó làm cập kịch trong? Là cái xác đó, cái xác nó còn nhúc nhích ha. Ừ. Rồi cũng như là nó cũng có cái hồn vậy đấy. Còn hồn mèo. À, rồi bắt đầu trống khua cái là mấy ông mới nói, mấy ông mới bàn tính, mấy ông lớn vậy nha. Mấy ông mới bàn tính nhau. Cái nắp hàng dám hở ra. Khi đóng đinh xuống rồi đó ha. Là cái nắp hàng nó kêu kịch vậy ha. Nắp hàng hở. Yeah. Nắp hàng hở ra rồi đó ha. Mấy ông lại mới coi. Rồi khi mà muốn câu mà đóng lại đó là phải là dây xích đó, mới câu với cảo á. Yeah. Cảo rồi mới bắn là đè cái nắp xuống mới đóng rồi mới là cắt ba cái mà nhôm nè bắn lề. Yeah. Gắn lề chỉ mới nổi mà vậy đó. Mà khi đang là để đó 2-3 ngày mới chôn. Khi mà chôn đó hen là trong cái hàng đó không có yên. Yeah. Nó cũng vẫn khua hoài, cũng như bây giờ mày cầm búa mày đóng đinh, mình đóng đinh cũng như mình cầm búa mày đóng đinh nha, thì ở trong nó cũng kêu y răng vậy đó, nó còn lập cập hoài hả chứ ba? Ờ, nó còn là kịch vậy đó. Và mấy ông nói bây giờ biết sao, giờ làm sao cho hết, mới kêu ông thầy pháp á cửa vô ngồi đó mà mấy ông là đọc kinh, đọc bùa pháp vậy đó. Yeah. Nó mới êm à, êm rồi đó. Khi 3 bữa mấy ông đem đi chôn, khiêng đi chôn rồi xong rồi đó nha, là trong cái mã đó bằng đêm ấy, là ló đầu đó, ở dưới ló đầu đó, rồi ló một khúc đầu vậy nè, rồi lúc lắc vậy nè, nó hiện hình lên hả chú ba? Ừ, nó hiện cái đầu không à nha, ở dưới đất á nha, ở dưới đất mà cái chân cái núm mã. Mấy ông này mới nói bây giờ thấy linh vậy đó ha,
bây giờ đi xin số, xin xăm á, kêu mình lại xin xăm á. Mấy ông lại là cái chân cái mã đó, rồi mấy ông có miếng giấy bự gì đó ha, mấy ông để đồng xu, đồng xu trong cái giấy đó đó. Rồi mấy ông để gì mấy mới đọc, những mấy ông đó biết đọc. Khi mấy ông đọc rồi đó ha, là cái đồng xu nó chạy. Ví dụ như xin, số mà nó cho số số gì đó ha, ở để cái chân chỗ đầu mã đó, để người ta lên cái đồng xu vậy nè, rồi tự đồng xu nó chạy ra, chạy tao cái tao nói mấy ông đẩy tao lại tao coi, mấy ông nói đồ của mày, tao đâu có đẩy đâu. Rồi mấy ông đẩy đi chứ nào có hồn nào mà nó dẫn cái đồng xu đó đi. Cái mấy ông nói đầu rồi mày để thử rồi thì tao đặt xuống á, tôi cũng nằm im ru à, nó không đi. Cái mẹ ổng mới nói mày nặng bốn vía thành ra nó không có nhặt mày, còn tao nhẹ bốn vía tao để xuống tự cái đồng xu nó đi. Tao đâu tin đó, tao cũng ngang lắm, tao không có tin gì đang. Mấy ổng nói mày nặng bốn vía mày để không có đi đâu, thôi để mình làm mày coi tao nè, tao để xuống coi đi. Thí dụ mấy ông nhiệm vụ nó cho số nha, cho số mẹ ổng mới nói bây giờ là nó cho số gì vậy, nó dẫn mấy ông có vẽ số trong đó, vụ vẽ 99 con để rồi nó cho số nữa, vậy thua thấy rỉ muộn nổi có nào trúng đâu.